Thần y trở lại. Ngô Bình. Tập 154. Người phụ nữ hỏi anh, tên đầy tớ kia, tên là gì đấy? Ngô Bình cười khẩy, gọi tôi là đầy tớ. Người phụ nữ đáp, chúng tôi gọi cư dân của ngũ hành giới là đầy tớ, anh không phục sao? Ngô Bình nói, cô mới là đầy tớ, cả nhà cô đều là đầy tớ. Người phụ nữ không ngờ một người dân địa phương của ngũ hành giới lại dám đáp trả mình như thế, lạnh mặt nói, anh không sợ chết ư? Ngô Bình cười khẩy, một tu sĩ cảnh giới luyện khí như cô mà cũng dám dọa giết tôi. Người phụ nữ bảo, tuy tôi chỉ là tu sĩ luyện khí, nhưng có thể giết anh dễ dàng như giết một con bọ. Nói đoạn, bàn tay ngọc ngà của cô ta khẽ vẫy một cái, không khí chấn động, trưởng ảnh đánh về phía anh. Ngô Bình lách người nhẹ nhàng tránh đi, sau đó sử dụng bùa tiên, một luồng phù quang bay ra từ bàn tay phải, đánh vào người đối phương. Bùa tiên này là một sự tồn tại vô cùng ghê gớm ở vũ trụ chính. Một tu sĩ luyện khí nhỏ bé làm sao chịu đựng uy lực của nó kia chứ? Phụt! Người phụ nữ trúng phù quang, ngực lõm xuống, há miệng nôn ra nội tảng, cơ thể văng xa mấy mét rồi đập vào một tảng đá lớn. Sau khi rơi xuống đất, người phụ nữ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, muốn nói gì đó, nhưng mở miệng mà chẳng thốt được lời nào. Đến khi Ngô Bình tiến lại gần, người phụ nữ đã tắt thở. Ngô Bình sững sờ nhìn đối phương, anh không ngờ mình chỉ tung ra một đòn như thế thôi mà lại có uy lực mạnh đến vậy, đánh chết cô nàng ở vũ trụ chính. Anh tiến lại kiểm tra khí tức, thấy cô ta đã chết thật thì không khỏi thở dài, đoạn lục lọi người đối phương. Trên người cô ta không có thứ gì khác ngoài chiếc nhẫn trên ngón tay, mặt nhẫn được khảm một viên thạch anh màu tím. Tháo nhẫn ra, anh lập tức phát hiện nó là pháp khí dùng để chứa đồ, bên trong có một không gian khá lớn. Còn chứa rất nhiều đồ. Ngô Bình thử dùng bí lực để mở không gian trong nhẫn, không ngờ lại rất dễ dàng. Suy nghĩ vừa nảy ra, một thanh đoản đao trong nhẫn đã xuất hiện trên tay anh. Đôi mắt anh sáng lên, có nhẫn chứa đồ rồi, sau này mang đồ đạc theo sẽ tiện hơn nhiều. Đi đến giữa đại điện, anh vặn tay vẹo chân, bắt đầu thực hiện đủ loại động tác có độ khó cao, chật vật đi qua giữa hạn chế và cấm chế. Cuối cùng, anh cũng băng qua đại điện, nhìn thấy một cánh cửa nhỏ. Trên cửa có 12 chiếc la bàn có thể xoay, xung quanh la bàn có chữ số và hoa văn phức tạp. Ngô Bình không cần nghiên cứu, anh dịch chuyển la bàn, đồng thời quan sát những thay đổi dưới la bàn bằng năng lực nhìn thấu vạn vật. Khi nhìn thấy sự thay đổi mà mình muốn, anh liền dừng xoay, tiếp tục xoay chiếc la bàn thứ hai. Sau khi 12 chiếc la bàn đều xoay đến vị trí thích hợp, một tiếng ầm vang lên. Cánh cửa trước mặt mở ra, để lộ một cung điện bên trong. Tuy nhiên, cung điện này nằm ở một không gian khác. Ngô Bình bước vào không gian này, cánh cửa phía sau liền đóng sầm lại. Vừa vào trong, anh đã cảm thấy vô cùng khó chịu, xương cốt khắp người đều kêu lục cục, một sức ép khủng khiếp khiến anh không thể đứng vững và ngồi phịch xuống đất. Anh dốc sức vận bí lực, dùng bùa tiên để chống cự. Nửa giờ sau, anh mới gượng đứng dậy được. Lúc này, trong đôi mắt anh ngập tràn vẻ kinh ngạc. Anh lẩm bẩm, lẽ nào nơi này là thời không của vũ trụ chính? Nghĩ vậy, anh bèn chậm chậm tiến về phía trước. Đi được vài bước, anh đã đứng giữa một con đường tăm tối, chỉ có mặt đất còn sáng. Anh tiếp tục men theo lối đi phát sáng ấy. Sau 300 bước đi, anh đã thích nghi phần nào với môi trường ở đây, bước chân cũng nhanh hơn. Sau 500 bước, anh cảm thấy sức mạnh của mình đã khôi phục 2-3 phần. Cuối cùng anh cũng ra khỏi con đường này. Ở lối ra có một cánh cửa khác. Bên ngoài cánh cửa là một thung lũng, hoa nở chim hót, bốn mùa như xuân. Anh vừa bước vào đã nghe tiếng chim líu lo, tiếng côn trùng kêu rin rít, cả mùi đất và hương hoa thoang thoảng. Ở thung lũng có hoa cỏ dại, còn có một ít linh dược. Những linh dược này đều không phải của đại ngũ hành giới, mà là linh dược của vũ trụ chính. Ngô Bình khịt mũi rồi vội vàng tiến về phía trước. Nhưng vì đi quá vội, anh đã bổ nhào xuống đất rồi ngã vào một bụi cỏ. Đúng lúc này, anh nghe thấy tiếng bước chân, một ai đó cất lời, sư huynh, vừa nãy hình như ở đây có tiếng động. Ngô Bình thấy hai người này đang tìm kiếm khắp nơi, nhưng anh đã nép mình vào sâu trong bụi cỏ, hai người họ không thể phát hiện. Chắc là con gì đó gây ra tiếng động thôi, mau về dọn cỏ ở vườn thuốc đi, nếu không lại bị sư huynh mắng đấy. Vườn thuốc, đảo mắt một vòng. Anh chậm rãi ngẩng đầu quan sát.
anh thấy một nam một nữ trẻ tuổi đang quay lưng về phía anh và đã đi khá xa. Nơi mà họ đang đến là một vườn thuốc không quá rộng. Anh dạo quanh thung lũng nửa ngày, đào được 25 cây thuốc. Đào xong cây cuối cùng thì trời đã tối, ruộng thuốc ở phía xa cũng chẳng còn lại. Ngô Bình chờ màn đêm buông xuống hẳn, xung quanh không còn tiếng động gì, mới lặng lẽ tiến về phía vườn thuốc. Bên ngoài vườn thuốc có xây một bức tường gạch, muốn vào trong chỉ có thể đi cửa chính. Dĩ nhiên Ngô Bình không thể đi vào bằng cửa. Anh tìm một góc, nhẹ nhàng tung người, tay bám lên tường, rồi nhảy vào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vừa vào trong vườn, anh đã nhìn thấy dược liệu mọc đầy trước mặt. Đôi mắt sáng lên, anh rậm bước tiến đến xem thử. Đúng lúc này, một con chó lớn màu đen ở lao ra từ bụi cây thuốc gần đó. Nó gầm gừ đe dọa, cơ thể đã nằm sát đất, chuẩn bị tấn công Ngô Bình. Ngô Bình giật mình, anh biết một khi chó sủa, nhất định người ta sẽ ra đây. Thế là anh lập tức đưa tay lên miệng rồi xuýt một tiếng, đoạn lấy một ít thịt khô từ trong nhẫn, ném cho con chó mực. Con chó mực vốn đang rất hung dữ, nhưng vừa ngửi được mùi thơm của thịt khô, nó liền nhào đến ngấu nghiến, nào quan tâm đến Ngô Bình nữa. Ngô Bình lau mồ hôi, chờ nó ăn hết rồi lại ném cho nó thêm một ít. Trong lúc con chó mực đang ăn, anh đến gần ruộng thuốc, hái một chiếc lá nếm thử. Một lát sau, anh thầm nghĩ, dược lực này còn tinh khiết hơn thuốc hoang dã ngoài kia, dược tính cũng phong phú hơn. Liếc nhìn con chó mực, anh cảm thấy nó vẫn là một nỗi đe dọa, bèn đi đến trước mặt nó rồi lấy thêm đồ ăn cho nó. Anh vừa thử, vừa dùng tay chậm chậm vuốt lông nó. Vuốt cái đầu tiên, con chó kêu gầm gừ, vuốt đến cái thứ hai thì nó không có phản ứng mạnh gì cả. Một lúc sau, con chó mực bắt đầu tận hưởng sự vuốt ve của Ngô Bình, mắt cũng híp lại. Mười mấy phút trôi qua, Ngô Bình và con chó mực cuối cùng cũng kết thân với nhau, nó không còn hung dữ với anh nữa. Lúc này Ngô Bình mới yên tâm hẳn, anh đi đến một góc khuất ở ruộng thuốc, hái trộm 3 cây thuốc. Sau đó anh đi sang một góc khác để hái một loại dược liệu khác, cũng hái 3 cây. Anh hái 3 cây vì số dược liệu này đến đại ngũ hành giới chỉ có thể làm thuốc chính, một cây có thể luyện chế một lò. Hái nhiều hơn cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, hái đi quá nhiều chắc chắn sẽ bị phát giác, đến lúc ấy, con chó này sẽ thê thảm lắm. Anh dạo một vòng vườn thuốc. Những loại thuốc có thể hái đều sẽ hái vài cây. Khi anh chuẩn bị hái cây thuốc cuối cùng thì một giọng nói bỗng vọng đến từ trên đỉnh đầu, cậu định hái sạch vườn thuốc của ta sao? Ngô Bình giật thót, tức tốc cuộn mình lăn đi mười mấy mét, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn. Ông lão nói, cậu đi theo ta. Nói đoạn, ông lão bay về phía xa, Ngô Bình và con chó mực kia vội vàng bám theo. Một người một chó chạy ở đằng sau, anh trừng mắt nhìn con chó mực. Có phải mày biết ông ta luôn ở trên đỉnh đầu tao hay không, thảo nào lại để yên cho tao hái thuốc? Mày là chó mà sao lại mưu mô thế hả? Con chó mực đảo mắt với anh, tựa như muốn nói, do anh mù, liên quan gì đến tôi? Họ theo thần anh đến một ngôi nhà làm bằng ngọc thạch. Nhà có 3 gian phòng, gian ở giữa dùng để luyện đan, bên trong có một lò đan chất lượng hơn rất nhiều so với lò của nhà họ Diệp. Vừa nhìn thấy lò đan này, Ngô Bình đã biết nó không kém gì lò đan của vũ trụ chính trong động thiên của mình, thậm chí còn tốt hơn một chút. Đôi mắt anh sáng rực lên, tiền bối, lò đan này được làm rất tinh xảo. Ông lão khẽ ừ, xem ra cậu rất biết nhìn hàng. Lò đan này tên là lò đan ngũ hành, là bảo vật. Ngô Bình hỏi, tiền bối cần vãn bối luyện chế đan dược gì ạ? Ông lão bảo, chẳng phải cậu đã hái rất nhiều thuốc à? Có gì thì luyện nấy. Nói xong, ông lão ấy khoanh tay ngồi xuống giữa không trung, nhìn anh chằm chằm. Ngô Bình lau mồ hôi. Anh biết, nếu mình không luyện ra đan dược thì có khi ông lão này sẽ vung trưởng đánh chết anh. Hít một hơi thật sâu, anh đặt toàn bộ dược liệu đã hái ra trước mặt rồi chọn lựa. Khoảng 5 phút sau, anh chọn ra 13 vị thuốc, lượng sử dụng không giống nhau, sau đó bắt đầu rửa sạch và làm nóng lò. Lúc rửa lò, anh mới phát hiện lò đan này có chức năng tự làm sạch, chỉ cần nhấn nút là nó sẽ tự làm sạch ngay. Làm nóng lò cũng thế, nó có thể tự động làm nóng lò, còn có thể làm theo yêu cầu của anh. Ngô Bình khen ngợi, quả là lò đan tốt. Lò đan tốt rất dễ tìm, nhưng đan sư giỏi không thường có. Cậu tập trung luyện đan đi, ông lão nói. Trong lòng Ngô Bình đã biết mình phải luyện đan gì.
anh lập tức rửa sạch dược liệu rồi bắt đầu luyện đan. Thuốc là thuốc của vũ trụ chính, lò đan là lò của vũ trụ chính, nên anh buộc phải sử dụng bí lực để luyện chế. Dù là ở vũ trụ chính hay vũ trụ phụ thì bí lực vẫn là năng lượng chung. May mà bí lực của anh rất thuần, nhờ anh dốc hết sức mình, lò đầu tiên đã được luyện ra, song độ hoàn thành chưa được cao lắm. Lò đan mở ra, anh đón lấy hai viên đan dược, một viên hơi ngả vàng, một viên hơi tím, chứng tỏ dược lực phân bố không đều. Ông lão nhìn xong bèn tỏ ý khinh thường, đan dược này của cậu cùng lắm chỉ là cấp 2, phẩm chất là hạ phẩm. Với kinh nghiệm của Ngô Bình, đan dược này của anh ít nhất cũng ở trình độ cấp 3, phẩm chất ít nhất là thượng phẩm. Ông lão vẫn không thay đổi nét mặt, tăng lên một cấp, có thể xem là đan dược thượng phẩm. Đan dược này của cậu đã được đặt tên chưa? Ngô Bình đáp, vẫn chưa có tên ạ. Ông lão lấy một viên đan dược được luyện chế từ lò thứ 3 rồi nuốt vào bụng. Một lát sau, ông lão khẽ gật đầu, dược lực của viên đan này có ích cho tu sĩ bí cảnh. Thật ra đan dược này có phần tương tự nhập bí đan, có điều dược liệu không giống nhau, môi trường khác biệt, chênh lệch rất lớn. Ngô Bình nói, đúng vậy. Ông lão bảo, đan dược này do cậu luyện ra, cậu đặt tên đi. Ngô Bình nịnh nọt đối phương, tiền bối có kinh nghiệm. Nên để tiền bối đặt tên cho loại đan này ạ. Ông lão khẽ ừ, đoạn nói, đan dược này bồi bổ toàn thân, không chỉ luyện hình mà còn dưỡng thần. Đồng thời, nó có thể tăng cường cảm ứng của cơ thể đối với bí lực. Đặt tên là bí linh đan đi. Ngô Bình đáp vâng, thế gọi là bí linh đan ạ. Ông lão bảo, để lại số đan dược mà cậu vừa luyện, xem như phạt cậu tội hái trộm linh dược. Ngô Bình biết chuyện này đã được bỏ qua, vội vàng trả lời, cảm ơn tiền bối khoan dung độ lượng. Ông lão hỏi, chỉ nói cảm ơn ta, có biết ta là ai không? Ngô Bình đáp, vãn bối không biết ạ. Vãn bối đến từ đại ngũ hành giới, đi vào một nơi hư thực tương sinh, thông qua một cung điện mới đến được nơi này. Ông lão cười bảo, nơi đây cũng thuộc đại ngũ hành giới, chẳng qua nó liên thông với vũ trụ chính, nên trật tự của hai bên giống nhau. Vì vậy, cậu có thể xem nơi này là một phần của vũ trụ chính. Ngô Bình giật mình, nơi này là thực cảnh trong đại ngũ hành giới ư. Ông lão đáp, đúng vậy, nơi này tên là Thái Chân Cảnh, thuộc về Thái Chân Môn của ta. Ngô Bình nói, nghe bảo đại ngũ hành giới và thế giới linh đài không khác nhau là bao, rất nhiều đại năng có thể đi lại giữa vũ trụ chính và đại ngũ hành giới, tiền bối cũng có thể làm được nhỉ. Thái Chân lão tổ cười khẩy, bớt nói những lời vô nghĩa này đi. Cậu đồng ý thì khấu đầu với ta. Ngô Bình thầm nghĩ, lão già này thật ngang ngược, thế này chẳng phải là ép mình làm đệ tử sao? Có điều bây giờ anh không dám phản kháng, lập tức quỳ xuống dập đầu 3 lần. Đệ tử Lý Huyền Bình, kính chào sư tôn. Thái Chân lão tổ ừ một tiếng, hiện nay, con chính là đệ tử cuối cùng của ta. Huyền Bình, con còn thầy nào khác ở đại ngũ hành giới không? Ngô Bình đáp, thưa sư tôn, không có ạ. Nhưng đệ tử đến từ vũ trụ thần thông cấp thấp hơn, vũ trụ chấn đán. Thái Chân lão tổ thoáng giật mình, vũ trụ chấn đán sao? Đó là một nơi không hề tầm thường, trật tự cao nhất được sinh ra ở đó. Ngô Bình nói, không giấu gì sư tôn, trước đây đệ tử vẫn đang lĩnh ngộ, nhưng chưa thành công hoàn toàn. Thái Chân lão tổ giật thót, còn đang lĩnh ngộ trật tự cao nhất ư? Ngô Bình gật đầu, đã có kế hoạch, nhưng tiến triển rất chậm ạ. Thái Chân lão tổ ồ lên, rồi lập tức thu lại vẻ kinh ngạc, lãnh đạm nói, vậy cố gắng lĩnh ngộ đi. Con đã có công pháp tu hành của bí cảnh chưa? Ngô Bình trả lời, có ạ. Thái Chân lão tổ nói tiếp, nếu có rồi thì tiếp tục tu luyện đi nhé. Dứt lời, Thái Chân lão tổ ném cho Ngô Bình một chiếc nhẫn, ta có một ít đồ trong đó, con xem đi. Ngô Bình cầm lấy xem thử. Không gian trong chiếc nhẫn này rộng hơn rất nhiều so với nhẫn chứa đồ mà anh lấy được. Ít nhất phải gấp 10 lần. Bên trong có phục sức cần thiết của đệ tử Thái Chân Môn, thẻ thân phận và độn phù có thể giúp anh ra vào Thái Chân Cảnh. Không nhìn thấy thứ gì khác, Ngô Bình tò mò hỏi, sư tôn không cho con một ít tài nguyên tu hành hay sao ạ, ví dụ như đan dược gì đó. Thái Chân lão tổ nói, con không biết tự luyện sao. Dược liệu trong vườn thuốc, con cứ thoải mái hái. Ngoài ra, con có thể dùng thẻ thân phận để vào kho thuốc chọn linh dược. Dĩ nhiên, ta sẽ không cho không, còn phải mua bằng tiền linh. Ngô Bình không ngờ tiền linh có thể sử dụng ở đây, bèn cầm một cây thảo dược lên hỏi, sư tôn, như dược liệu này thì có giá bao nhiêu tiền linh ạ?
Thái Chân lão tổ đáp, vài chục nghìn tiền linh, nếu đắt thì hơn trăm nghìn. Ngô Bình rất bất ngờ, xem ra sức mua của tiền linh cũng khá phết. Đại Hắc đảo mắt, sau đó nằm xuống ngủ. Ngô Bình hừ giọng, lập tức dùng dược liệu trong vườn thuốc để luyện chế đan dược. Cơ hội hiếm có, ở đây có đan dược lại có thuốc, không dùng thì uổng phí lắm. Anh không biết bản thân của Thái Chân lão tổ đã xuất hiện trước mặt trưởng môn từ lâu. Xét ra, trưởng môn Mạc Thiên Sầu hiện nay là vãn bối của Thái Chân lão tổ, phải gọi ông ta là sư bá. Chẳng phải sư bá nói rằng sẽ không nhận đệ tử nữa sao ạ? Mạc Thiên Sầu hỏi. Trưởng môn Thái Chân môn Mạc Thiên Sầu trông khoảng 30 tuổi, để râu, rất điển trai, với ý cười nhàn nhạt trên gương mặt. Thái Chân lão tổ hỏi, còn nhớ người đệ tử có thiên phú luyện đan mà ta từng nhận năm xưa không? Mạc Thiên Sầu hơi khựng lại, đoạn đáp, làm sao lại không nhớ ạ? Khi đó, anh ấy chỉ mới học 7 năm mà đã tự luyện chế được một loại đan dược. Sau đó vào năm 35 tuổi, anh ấy đã luyện ra đan dược thượng phẩm cấp 9. Hay, tiếc rằng người này sinh lòng phản bội, sau khi đến vũ trụ chính lại nương nhờ kẻ thù của chúng ta, nói xong. Anh ta len lén quan sát nét mặt của Thái Chân lão tổ, nhận thấy đối phương không hề nổi giận. Thái Chân lão tổ dường như không còn để ý đến chuyện này nữa, bình thản bảo, đệ tử mà ta mới nhận, mạnh hơn tên xúc sinh kia gấp nghìn lần. Mạc Thiên Sầu ngẩn người, mạnh gấp nghìn lần. Thái Chân lão tổ ném một viên đan dược cho anh ta, đan mà cậu ấy mới luyện đấy, uống thử xem. Mạc Thiên Sầu nhận lấy viên đan, vừa nhìn qua đã kinh ngạc thốt lên. Độ hoàn thành rất cao, ít nhất cũng phải là thượng phẩm nhỉ. Thái Chân lão tổ nói, quan trọng là đan dược này do cậu ấy sáng tạo ra ngay tại chỗ, là lần đầu tiên luyện chế, còn dùng đan dược của ta, linh dược trong vườn của ta. Vẻ mặt của Mạc Thiên Sầu trở nên vô cùng nghiêm túc. Anh ta hỏi, ý sư bá là, lần đầu tiên cậu ấy luyện chế đan dược đã luyện ra thượng phẩm ạ? Thái Chân lão tổ đáp, đúng vậy, mà đấy là cậu ấy vừa từ bên ngoài vào đây. Chưa hoàn toàn thích nghi với môi trường ở nơi này. Nếu cho cậu ấy thêm vài ba ngày, chờ cậu ấy hoàn toàn khôi phục rồi, ta nghĩ tên nhóc này có thể luyện ra đan dược có phẩm chất cao cấp 7, thậm chí cấp 8. Mạc Thiên Sầu hỏi, nghĩa là trình độ luyện đan hiện nay của cậu ấy đã không hề kém cạnh kẻ phản bội kia. Thái Chân lão tổ cười khẩy, chỉ cần ta bồi dưỡng thêm một thời gian nữa, vượt qua kẻ đó là chuyện rất dễ dàng. Tốt, tốt quá rồi, Mạc Thiên Sầu cảm mừng. Xoa xoa tay, sư bá, con muốn đi gặp vị sư đệ này. Mạc Thiên Sầu hỏi, có lẽ sư đệ đã từ vùng lạ trăng đỏ tìm đến nơi này nhỉ? Thái Chân lão tổ trả lời, đúng vậy. Vài ngày nữa, ta sẽ đuổi nó đi, bảo nó đến vùng lạ thử vận may. Mạc Thiên Sầu nói, trong vùng lạ có nhiều bảo vật của vũ trụ chính, nhưng được giấu rất sâu, nếu không phải là người có vận khí lớn sẽ rất khó gặp được. Tư chất của sư đệ này siêu phàm đến vậy. Vận khí chắc chắn cũng không tệ. Thái Chân lão tổ bảo, đúng vậy, nên ta mới bảo nó ra ngoài. Chẳng phải Thái Chân môn có nhiệm vụ sao? Con sắp xếp vài nhiệm vụ cho nó đi. Mạc Thiên Sầu hỏi, sư bá à, mình nên sắp xếp nhiệm vụ gì cho phù hợp nhỉ? Thái Chân lão tổ nói, để nó đến động Thái Chân lĩnh ngộ đi, sau đó tìm bảo vật trong sách ở vùng lạ. Mạc Thiên Sầu hỏi tiếp, động Thái Chân cũng được. Nhưng bảo vật trong sách không còn lại nhiều, liệu cậu ấy có thể tìm ra không? Thái Chân lão tổ bảo, tìm được hay không không quan trọng. Quan trọng là để nó cọ sát. Mạc Thiên Sầu gật đầu, vâng, con sẽ sai người sắp xếp ngay. Ngô Bình ở lại trong phòng luyện đan, tiếp tục luyện chế đan dược bằng những dược liệu ở đây. Lúc này anh phát hiện có một kệ sách trong phòng luyện đan, một cuốn sách đan được đặt ở trên đó. Anh đã mở ra xem thì phát hiện trên mỗi trang đều có ghi chép một phương thuốc và các mục cần lưu ý trong quá trình luyện chế, hơn nữa còn có chú thích của rất nhiều người. Có thể thấy phương thuốc này từng được nhiều thầy luyện đan giỏi đọc được, hơn nữa họ đều viết ra ý tưởng của mình. Vì một trang giấy không thể viết quá nhiều thứ nên các thầy luyện đan đã dùng pháp thuật để làm cho chữ lơ lửng trên bề mặt trang giấy của cuốn sách, chữ viết tay rất nhỏ. Tuy nhiên, khi Ngô Bình chạm tay vào những văn bản, chúng sẽ phóng to ra rồi trở thành một văn bản lớn, có một số bản chú thích có đến hàng ngàn chữ. Đây là một cơ hội hiếm có với Ngô Bình, anh không luyện đan nữa mà lập tức ngồi khoanh chân lại nghiên cứu những chú thích mà các thầy luyện đan trước kia để lại, đồng thời lần theo cách nghĩ đan đạo và phương pháp luyện đan của họ.
Ngô Bình chuyên tâm nghiên cứu sách đan mà quên đi thời gian, đến khi anh ngẩng đầu lên thì trời đã tối. Lúc này bụng anh kêu ủng ục, hơi đói rồi. Nơi này cực kỳ tiêu hao thể lực của anh, bây giờ cơ thể anh cần được bổ sung năng lượng. Anh nhìn con chó lớn màu đen hỏi, này, bình thường mày ăn gì thế, có người đem thức ăn đến cho mày sao? Con chó đứng lên đi về phía cửa, Ngô Bình đi theo nó sang đó thì phát hiện có một hộp đựng thực phẩm tinh xảo được đặt ở bên ngoài. Hai mắt anh sáng rực nói, đây chắc chắn là sư tôn bảo người chuẩn bị cho mình, xem thử là cái gì. Anh mở hộp đựng thức ăn ra, bên trong có với 4 tầng. Tầng trên cùng là cơm, tầng thứ 2 có 4 ô, trong mỗi ô là các đồ xào. Tầng thứ 3 là 4 món điểm tâm, có đồ ngọt và đồ mặc. Tầng cuối cùng là ramen canh, bên trong là canh tự nấu. Con chó gật đầu. Thế là Ngô Bình bước đến kiểm tra thì thấy một cô gái 16, 17 tuổi đang đứng trước cửa, cô ta đang cầm một hộp đựng thức ăn. Hộp đựng thức ăn này cao hơn cái lúc nãy của Ngô Bình 2 tầng, hơn nữa cũng tinh xảo và lớn hơn. Cô gái này vô cùng xinh đẹp, yêu kiều, khí chất cũng khá ổn. Cô gái nhìn Ngô Bình hỏi, anh là công tử Lý Huyền Bình nhỉ, tôi đến đưa cơm cho anh. Ngô Bình sửng sốt hỏi, thế lúc nãy cũng có một hộp đựng thức ăn được đặt ở đây là của ai? Cô gái nói, đó là cơm tối dành cho linh khuyển trong vườn thuốc. Sắc mặt Ngô Bình khá khó coi, đồ ăn cho chó thì sao còn phải đựng trong hộp thức ăn, bệnh à? Cô gái mỉm cười đưa hộp thức ăn cho anh nói, công tử, sau này tôi sẽ thường xuyên mang cơm đến cho anh. Ngô Bình chuyển đề tài hỏi, sao cô không vào vườn thuốc? Cô gái vội xua tay, đây là vườn thuốc của lão tổ, không được cho phép thì không thể vào trong, nếu không sẽ bị phạt rất nặng. Ngô Bình ngây người, mình chạy vào trộm thuốc cũng có chuyện gì đâu, ngược lại người ở đây lại không dám vào. Anh hỏi, cô là đệ tử nữ của Thái Chân Môn. Cô gái nói, tôi cũng không được xem là đệ tử của Thái Chân Môn, chỉ là hoa nô được đào tạo ở viện hoa nô, chủ yếu phục vụ cho các đệ tử. Ngô Bình ồ một tiếng, cảm ơn nhiều nhé. Lúc anh xoay người đi, cô gái vội nói, công tử, tôi tên là Băng Ngọc. Ngô Bình, ừ, tôi nhớ rồi. Anh cầm hộp thức ăn quay vào phòng thì không thấy con chó đen đâu nữa, trong phòng lại có thêm một người thanh niên đồ đen, trông cũng khoảng 20 tuổi, thân hình cường tráng đang ăn thức ăn trong hộp đồ ăn. Anh là ai? Ngô Bình hỏi. Người đàn ông đồ đen nói, cơm này là chuẩn bị cho tôi. Ngô Bình sửng sốt, lại nhìn người đàn ông đó nói, hóa ra anh là con chó đen đó. Người đàn ông đồ đen, 30 năm trước tôi đã tu luyện thành hình người, trông coi vườn ở đây. Ngô Bình, có vài chỗ bị sai, vài chỗ thì vẫn cần phải cân nhắc. Người đàn ông đồ đen, thảo nào lão tổ lại xem trọng anh đến thế, anh quả thật có tài năng luyện đan. Ngô Bình, à phải rồi, anh tên gì? Người đàn ông đồ đen, gọi tôi Hắc Tướng là được. Ngô Bình, Hắc Tướng, đồ ăn của tôi đến rồi, ăn cùng đi. Hắc Tướng lắc đầu, anh là chủ nhân, tôi không thể dùng bữa chung với anh. Ngô Bình cười nói, bây giờ anh đã nhận tôi làm chủ nhân rồi à? Hắc Tướng, trước kia lão tổ nói sau này công tử là chủ tử của Hắc Tướng. Ngô Bình gật đầu, được thôi. Anh lấy đũa ra bắt đầu ăn cơm của mình. Ăn được vài đũa thì nhận ra hương vị này ngon hơn đồ ăn của Hắc Tướng. Anh vừa ăn vừa hỏi, Hắc Tướng, cô gái lúc nãy nói cô ta đến viện Hoa Nô, đó là nơi nào? Hắc Tướng, là nơi dành cho các người ở nha đầu sống. Nhưng thân phận của Băng Ngọc vừa đến đó hơi khác biệt, cô ta là hoa thần của viện Hoa Nô. Ngô Bình, hoa thần là gì? Hắc Tướng, tức là người phụ nữ đẹp nhất, sau này cô ta sẽ phục vụ các đệ tử trẻ tuổi có triển vọng nhất trong môn phái. Điều kiện để trở thành hoa thần rất khắt khe, trước cô ta đã có 25 năm chưa xuất hiện hoa thần rồi. Ngô Bình, xem ra là sư tôn bảo cô ta đến. Hắc Tướng, tất nhiên, chủ nhân là đệ tử của lão tổ. Mọi thứ đều phải là tốt nhất. Ngô Bình bĩu môi, hình như cũng chẳng cho tôi gì cả. Hắc Tướng nhìn thoáng qua sách đan đó rồi nói, sách đan này là bảo vật vô giá, năm đó không biết có bao nhiêu người tranh đoạt nó. Thế giới chính đã có rất nhiều cao thủ phải chết, cuối cùng rơi vào tay lão tổ. Sách đan này ngoại trừ lão tổ ra không có người thứ hai có thể nghiên cứu đọc hiểu nó, nhưng sau khi chủ nhân đến thì lập tức có thể đọc hiểu nó. Ngô Bình cười nói thế tức là sư tôn vẫn khá hào phóng. Hắc Tướng, tối nay chủ nhân cứ nghỉ ngơi ở đây trước đi, ngày mai lão tổ sẽ đến.
Ngô Bình gật đầu, tối nay tôi luyện chế vài lò đan dược, trong sách đan này có rất nhiều phương thuốc, dược liệu ở đây có thể luyện thế một vài đan dược trong số đó. Khi lò luyện đan mở ra, hai tay anh vung lên, 24 phù văn do pháp lực ngưng tụ xuất hiện trong không trung, giúp đan dược ngưng tụ. Cuối cùng ba viên đan dược rơi vào trong tay anh. Ba viên đan dược này đều có kích thước bằng hạt đậu, trên đó có hoa văn kỳ bí. Anh quan sát một lúc rồi nói, khá ổn, trung phẩm cấp 8. Hắc tướng bỗng nói, chủ nhân, có thể tặng cho tôi đan dược này không? Ngô Bình không do dự ném cho hắc tướng một viên nói, khai ngộ đan này có hiệu quả tốt nhất khi anh uống viên đầu tiên. Viên thứ 2 sẽ giảm đi 30% hiệu quả của viên thứ 3 chỉ còn lại 50%. Thế nên anh nhất định phải dùng nó vào thời điểm thích hợp nhất. Hắc tướng, cảm ơn chủ nhân. Ngô Bình tiếp tục luyện chế lò thứ hai, lần này anh sửa lại một vài chi tiết. Thế là khi lò luyện đan thứ hai đã được luyện chế xong, anh thu được 4 viên khai ngộ đan thượng phẩm cấp 8. Vừa cầm lấy viên đan dược thì có một bàn tay giơ ra từ bên cạnh, cướp lấy một viên khai ngộ đan. Ngô Bình quay đầu lại nhìn thì thấy người đến là Thái Chân lão tổ. Anh vội cúi chào, sư tôn. Thái Chân lão tổ gật đầu, con đúng là không thể rảnh rỗi được mà. Sau đó ông ta quan sát viên đan dược rồi nói, luyện chế khai ngộ đan không hề dễ, có yêu cầu rất cao về tâm tính. Ngô Bình cười nói, đệ tử tu luyện đến cấp bậc khá cao trong vũ trụ cấp thấp, tâm cảnh chắc chắn không có vấn đề gì. Thái Chân lão tổ nói, thế nên tu sĩ từng bước chậm rãi đi lên đến đỉnh cao mới là đáng sợ nhất, tiền đồ vô lượng. Ngô Bình, sư tôn quá khen rồi. Thái Chân lão tổ, 4 viên đan dược này, còn tặng ta 2 viên đi. Ngô Bình, sư tôn cần thì cứ lấy hết đi. Thái Chân lão tổ nói, 2 viên là đủ rồi, còn lại con cứ giữ đi. Cất đan dược vào xong, ông ta nói, Huyền Bình, sáng mai con đến động Thái Chân. Ngô Bình hỏi, động Thái Chân ở đâu ạ? Ngô Bình, thế chắc sư tôn cũng đã từng đến động Thái Chân. Thái Chân lão tổ, truyền thừa của động Thái Chân không phải là thứ người nào cũng có thể lĩnh hội được. Năm đó ta vất vả 3 tháng cũng chỉ lĩnh hội được 10-20% thôi. Ngô Bình khá ngạc nhiên, chỉ lĩnh hội được 10-20%. Thái Chân lão tổ, truyền thừa của đại đế Thái Chân không chỉ có đạo chính thống mà còn có bảo vật ông ấy tích lũy khi còn sống. Huyền Bình, con có thể lĩnh hội được. Ngô Bình, trong các lão tổ đời trước có người nào lấy được bảo vật đó không? Thái Chân lão tổ, tất nhiên ta cũng lấy được một tí nhưng đều không được xem là bảo bối gì. Muốn lấy được bảo bối thật thì cần phải lĩnh hội được nhiều đạo chính thống hơn. Ngô Bình, sư tôn, đạo chính thống của đại đế Thái Chân là gì, công pháp sao? Thái Chân lão tổ lắc đầu, tất nhiên không chỉ có công pháp mà còn có sức mạnh vô thượng của ông ấy. Chỉ người nào có duyên mới có thể hấp thụ luyện hóa sức mạnh này. Ngô Bình suy nghĩ một chốc rồi nói, sư tôn, nếu con lấy được bảo bối trong đó thì tất cả đều thuộc về con sao? Thái Chân lão tổ cười nói, tất nhiên những thứ này thuộc về Thái Chân môn. Nhưng ngày nào con còn ở Thái Chân môn thì quyền sử dụng những vật phẩm này thuộc về con. Đương nhiên nếu Thái Chân môn cần, con cũng không thể không đưa lại. Ngô Bình mỉm cười, có quyền sử dụng cũng được rồi. Nhưng sư tôn ơi, con nghĩ trước tiên nên giải quyết chuyện bên ngoài đã. Sau khi về rồi đến Thái Chân môn lĩnh hội. Thái Chân lão tổ gật đầu, cũng được. Vào động Thái Chân là một nhiệm vụ của Thái Chân môn, chỉ cần con hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được thưởng lớn, hơn nữa mức độ hoàn thành càng cao thì phần thưởng sẽ càng nhiều. Ngô Bình hứng thú nói, sư tôn, phần thưởng gì thế? Thái Chân lão tổ, động Thái Chân có 9 tầng không gian. Năm đó sư tôn miễn phí đi vào tầng thứ 2. Nếu có thể vào không gian tầng thứ 3 rồi lấy bất kỳ bảo vật nào ra thì có thể nhận được phần thưởng có giá trị 2 tỷ tiền linh. Nếu đem được 2 món bảo vật ra thì phần thưởng sẽ là 3 tỷ. Nghe nói phần thưởng là 2-3 tỷ, mắt Ngô Bình bắt đầu phát sáng, cười nói, vậy đệ tử sẽ cố gắng để vào được không gian tầng thứ 3. Thái Chân lão tổ, ngoài ra, Thái Chân môn cũng sẽ đưa ra vài nhiệm vụ. Con cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ nhận được này, như thế mới có thể nhanh chóng có chỗ đứng ở Thái Chân môn. Đọc tiếp tại website Taming247 Ngô Bình, sự tên, là những nhiệm vụ gì thế ạ? Đừng đọc tại web ăn cấp Thái Chân là tế. Có rất nhiều nhiệm vụ,
Tính đọc tiếp tan website tam linh 247 theo độ khó thì được chia ra từ cấp 1 đến cấp đừng đọc tại web ăn cấp 10. Nhiệm vụ với cấp bậc càng cao thì đệ khá đọc tiếp tại website tam linh 247 cùng càng cao. Đi nhiên phần thường sẽ càng các đứng đọc tại web án cấp file hắn Taiwan site tam linh 247 đọc full tại tamlinh247.com.vn nhé. Nói đến đây Thái Chân Lão Tổ nói, khi nào con về rồi hẵng làm những nhiệm vụ này cũng không muộn, cứ giải quyết chuyện của con trước đi. Ngô Bình, vâng, vậy khi nào trời sáng đệ tử sẽ xuất phát ngay. Lúc này Thái Chân Lão Tổ lấy ra 4 lá bùa rồi đưa cho Ngô Bình nói, đây là 4 bùa tiên do ta luyện chế, có 2 lá trong số đó là bùa dùng để giết người, 2 lá là bùa dùng để bảo vệ mạng sống. Nếu gặp người nào mà con đánh không lại muốn giết con cứ giết ngược lại đối phương. Nếu không giết được thì phải dùng bùa để chạy trốn. Ngô Bình biết vị sư tôn này của mình là ông già cảnh giới thần anh, thực lực rất mạnh, anh không khỏi mừng rỡ, cười nói cảm ơn sư tôn. Thái Chân Lão Tổ lại chỉ vào lò luyện đan đó nói, con cũng nên mang theo cái này đi. Khi đi thì hái theo một ít đan dược, lúc ở bên ngoài nên luyện chế nhiều đan dược hơn. Nếu nhìn thấy dược liệu nào trong danh sách đan đó cứ việc luyện chế. Ngô Bình, vâng, đệ tử nhớ rồi. Thái Chân Lão Tổ, được rồi, con chuẩn bị đi, nói rồi ông ta rời đi. Tối hôm đó, Ngô Bình hái thêm một ít dược liệu. Hái xong thì trời cũng đã sáng. Anh nói với hắc tướng, tôi tạm thời đi khỏi đây một thời gian. Hắc tướng, chủ nhân, bên ngoài vẫn là vùng lạ, anh phải cẩn thận. Ngô Bình, yên tâm đi. Thế là anh lần theo con đường cũ mở cánh cửa đó ra rồi đi vào vùng lạ trăng đỏ lần nữa. Rời khỏi cung điện, anh lại đến trong phế tích. Khi đi vào trong, anh và hắc tướng từng nói chuyện với nhau, anh có hỏi nó về nguồn gốc của phế tích, tại sao lỗi vào Thái Chân Môn lại đặt ở nơi này. Hắc tướng nói rằng phế tích này từng do Thái Nhất Môn một thế lực rất mạnh ở đại ngũ hành giới xây nên. Thái Nhất Môn đã từng rất mạnh, nếu các đệ tử trong môn phái đến vũ trụ chính, thậm chí sẽ rất được chào đón. Năm đó Thái Nhất Môn vẫn còn chiêu nạp đệ tử trong vũ trụ chính, lập ra môn phái, thậm chí rất nhiều thiên tài ở vũ trụ chính cũng lần lượt gia nhập Thái Nhất Môn, lấy làm tự hào khi trở thành đệ tử của Thái Nhất Môn. Nói đến đây thì cũng phải nói đến việc Đại Đế Thái Chân cũng có chút liên quan với Thái Nhất Môn lúc đầu, truyền thừa của ông ấy chủ yếu đến từ sách cổ của Thái Nhất Môn, ông ấy cũng từng một lần nghĩ mình là người của Thái Nhất Môn. Sau đó ông ấy bị người ta bao vây tấn công mà chết, thậm chí cũng không quên đi Thái Nhất Môn, thế là giấu truyền thừa ở đây. Hắc tướng còn nói trong phế tích của Thạch Môn còn che giấu rất nhiều bí mật, năm đó Đại Đế Thái Chân gặp bất ngờ ở đây. Đi khỏi đây một thời gian, anh định quay về trước đi hết chuyến đó, sau đó quay lại đây cũng không muộn. Sau khi quyết định xong, anh đi về phía lối ra. Khi đi ngang qua một khu vườn đổ nát, đột nhiên có 3 người rơi xuống từ phía đối diện, khí tức trên người 3 người này rất mạnh, nhìn thoáng qua đều có thể biết là tu sĩ của vũ trụ chính. Nơi này có một nô tài, một thiếu niên 16 tuổi trong đó chỉ vào Ngô Bình nói. Ngô Bình hơi nhíu mày. Lạnh lùng nói, này, phỉ phui cái miệng cho sạch đi. Vừa nghe Ngô Bình dám cãi lại, một thanh niên đồ xanh bên trái thiếu niên hừ một tiếng, cái thứ không biết sống chết, dạy dỗ một chút mới biết ngoan ngoãn. Nói rồi hắn giơ tay phải lên, một luồng kiếm quang màu xám đánh tới. Ngô Bình không hề sợ hãi khi đối mặt với kiếm quang này, anh giơ tay lên đỡ, bí lực lan ra trong lòng bàn tay đỡ được kiếm quang đó. Kiếm quang liều mạng vùng vẫy nhưng dù thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Ngô Bình. Người đàn ông mặc áo xanh biến sắc, tay phải lấy một lá bùa ra rồi hất tung về phía Ngô Bình. Hắn còn chưa nói hết câu, sức mạnh bên trong lá bùa tiên mà Ngô Bình sử dụng lúc nãy hợp lại với pháp lực của anh hóa thành một bàn tay lớn đánh về phía đối phương. Người áo trắng vội vàng tung ra lá bùa hộ thân, đồng thời toàn lực đánh trả nhưng lai lịch của lá bùa tiên này khá siêu phàm. Uy lực của nó lại vô cùng mạnh, chỉ nghe một tiếng ầm thật lớn, thiếu niên và người đàn ông đồ trắng bị đánh ngã xuống đất, đồng thời nôn ra máu, xương cốt đã bị gãy hơn một nửa. Ngô Bình bước lên trước, đâm vào mỗi người một nhát khiến cả hai đều chết, sau đó tìm đồ trong người họ. 3 người này có vẻ xuất thân từ một tông môn lớn, họ mang theo rất nhiều đồ, chỉ riêng bùa thôi đã có hơn 10 mấy lá rồi, ngoài ra còn một ít thứ lặt vặt khác như đan dược, linh dược, pháp khí. V.
May mắn là Ngô Bình ra tay dứt khoát khiến mấy người này không kịp thi triển pháp lực của mình, nếu không anh cũng sẽ gặp nguy. Sau khi cất hết đồ trên người của ba người vào túi, anh bèn đi đến lối ra vào. Chẳng mấy chốc anh đã đến được khu vực gần vùng lạ, một màn sáng xuất hiện trước mặt, anh đi xuyên qua màn sáng đi vào trong rừng lạ Hồng Nguyệt. Ra khỏi rừng rậm, anh quay về quán trọ trước đó tìm Tiêu Cục. Mấy ngày anh không ở đây, người trong Tiêu Cục đều nghỉ ngơi trong quán trọ. Nhìn thấy Ngô Bình quay lại, các tiêu khách lập tức sốc lại tinh thần. Tiêu đầu Ngô, chúng ta đã dừng lại ở đây mấy ngày rồi, có phải nên tiếp tục lên đường rồi không? Anh cũng có thể nhìn ra mấy tiêu khách này cũng khá lo lắng và gấp gáp. Ngô Bình nhìn sắc trời, cười nói, đã muộn rồi, sáng sớm mai chúng ta sẽ xuất phát. Anh đi đến trước quan tài màu vàng kim để kiểm tra, phát hiện nó đã nhẹ đi rất nhiều. Đúng lúc này, trong đầu anh vang lên giọng nói của Sáng Thế. Ta còn tưởng ngươi biến mất luôn rồi chứ, Ngô Bình nói. Sáng Thế, khá đấy, trong thời gian ngắn như thế mà thực lực ngươi lại tăng lên khá rõ ràng, số phận của ta buộc chung với ngươi là đúng đấy. Ngô Bình, ngươi có chuyện gì thì cứ nói. Sáng Thế, ba ngày sau Thạch Thai sẽ xuất thế, ta mong ngươi có thể đến được điểm đến trước lúc đó. Ngô Bình, tại sao? Sáng Thế, ta phải tiếp nhận một lễ rửa tội của thiên kiếp ở đó. Sau thiên kiếp, ta có thể biến thành hình người, trở thành một thành viên của đại ngũ hành giới. Ngô Bình, ngươi sẽ trở thành con người. Ngô Bình, vận mệnh của đại ngũ hành giới không thể có chỗ đứng ở vũ trụ chính sao? Sáng Thế, đúng thế, bao nhiêu thiên tài tuyệt thế đi vào vũ trụ chính, thực lực của họ cực kỳ mạnh nhưng cuối cùng vẫn chết. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là vận mệnh của họ không được vũ trụ chính chấp nhận. Sau này ta sẽ không gặp rắc rối tương tự chứ? Đương nhiên là không, sau khi vận mệnh của chúng ta buộc chặt vào nhau thì ngươi và ta đều có vận mệnh của hai vũ trụ. Ngô Bình, ngoài ra còn có lợi ích khác không? Sáng Thế, ta có thể giúp ngươi sống lại trong vũ trụ chính. Ngô Bình sửng sốt, sống lại trong vũ trụ chính. Sáng Thế, đúng thế. Người có vận mệnh của vũ trụ chính nên cũng có tư cách đi vào luân hồi ở đó, sau đó sống lại ở đó. Như thế người có thể cùng đứng ở cùng một vạch xuất phát với sinh linh của vũ trụ chính và cạnh tranh một cách bình đẳng. Ngô Bình lặng thinh vài giây rồi nói thế, nếu ta đi thẳng vào vũ trụ chính thì không thể nào cạnh tranh công bằng với họ. Tất nhiên là không thể, toàn bộ ý chí của vũ trụ chính sẽ loại trừ. Vốn dĩ ngươi có thể vô cùng may mắn nhưng cuối cùng chỉ còn lại một phần may mắn thôi. Ngô Bình nhíu mày, sống lại mà ngươi nói là có ý gì, đầu thai chuyển kiếp sao? Sáng Thế, không cần, đến lúc đó ngươi chỉ cần thay đổi tướng mạo, sau đó thì có thể có một thân phận chính thức. Như thế sẽ không bị thiên ý phá vỡ. Không đâu. Ngô Bình như nghĩ gì đó nói, nghe ý của ngươi, ngươi cũng muốn quay về vũ trụ chính. Sáng Thế nói, đương nhiên. Ta cũng có kế hoạch của mình. Ta đến đây chỉ là vì muốn tìm một ít đồ. Ngô Bình không hỏi ông ta muốn tìm cái gì, thân phận mới của ta có tuấn tú không đấy. Sáng Thế, đẹp thì có đẹp đấy nhưng số mệnh hơi thảm một chút, đến lúc đó ngươi sẽ biết thôi. Ngô Bình khẽ cười, vậy thì không sao cả, tướng mạo khôi ngô là được rồi. Khoảng thời gian sau đó, anh tu luyện trong phòng, bất giác trời đã sáng. Ăn xong bữa sáng. Ngô Bình thi triển thuật độn địa ngũ hành, dẫn Tiêu Cục đi, chiều hôm đó họ đã đến được nơi cần đến, khu vực gần thành Bạch Mã. Vì thuật độn không thể chính xác tuyệt đối nên lúc này họ xuất hiện trên một vùng thảo nguyên, cách thành Bạch Mã 300-400 km. Nơi này đã thuộc phạm vi của Tây Vực, trước giờ Tây Vực là nơi khá hỗn loạn, Tiêu Cục mới đi được một đoạn đã có một đám mã tặc xuất hiện trước mặt họ. Đám mã tặc này có đến vài trăm người, xông tới đây với tốc độ cực nhanh. Khói bụi mù mịt. Ngô Bình bảo Tiêu Cục dừng lại rồi dựng cờ của Tiêu Cục uy hổ lên, đồng thời anh cưỡi ngựa tiến đến phía trước. Hai bên cách nhau mấy chục mét thì dừng lại, tên cầm đầu mã tặc là một người đàn ông đầu trọc. Sát khí trên người hắn quá nặng, hắn đã giết rất nhiều người nên người ta gọi hắn là ác đồ. Ác đồ nhếch môi cười với Ngô Bình, này tên kia, để hàng của mày lại, sau đó tự sát đi. Ngô Bình, có thể đưa hàng cho anh nhưng anh bảo tôi không đánh mà đã đầu hàng thì tôi không làm được. Ác đồ bật cười, nói với một người ở đằng sau, Hỏa Lang, mày đi giết hắn. Hỏa Lang giơ cao thanh đao trong tay lên, giục ngựa chạy đến đánh giết Ngô Bình. Ngô Bình nắm con dao trong tay,
cũng lao đến chỗ đối phương. Ngay khi hai con ngựa lướt qua nhau, đao quang lóe lên, đầu hỏa lang rơi xuống đất. Đám mã tặc chấn động, hỏa lang là cao thủ bí cảnh tầng 3, sao mới lao lên đã bị người ta chém đầu nhanh như thế? Ác đồ cảm thấy cực kỳ không vui khi bị tổn thất một người lợi hại, bèn tức giận nói, nhất quyết ép buộc tao ra tay, vậy thì tao sẽ xé xác mày. Hắn nhảy lên không trung, mỗi tay cầm một thanh đao lớn lao về phía Ngô Bình. Đao trong tay hắn là hai món pháp khí, một đỏ một trắng. Khi hắn vung đao lên, hai luồng đao khí đáng sợ chém xuống. Ngô Bình đã để ý thấy thực lực của tên thủ lĩnh mã tặc này không hề yếu, hắn là một cường giả bí cảnh tầng 7, thế nên hắn mới xem thường Ngô Bình. Ngô Bình bay lên không trung, cả người né sang một bên tránh được đao khí, sau đó xuất hiện bên cạnh ác đồ. Sau khi đáp xuống đất, Ngô Bình bảo các tiêu sư lục soát trên người chúng rồi tìm được một ít tiền phiếu. Tiêu diệt bọn mã tặc, Ngô Bình tiếp tục lên đường. Vì để người khác không nhắm vào mình, anh bảo mọi người trên đầu của ác đồ lên gắn cờ của tiêu cục. Quả nhiên trên đường đi, có 7-8 tên mã tặc muốn ra tay với họ nhưng sau khi nhìn thấy đầu của ác đồ thì lập tức không dám ra tay nữa. Lúc trời vừa tối, cuối cùng mấy người Ngô Bình cũng đã đi vào thành Bạch Mã. Thành Bạch Mã này là một trong các thành phố trọng điểm của Tây Vực, quy mô rất lớn, dân số trong thành khoảng 50 triệu người, người sống ở ngoại thành thì nhiều hơn. Ngô Bình thuê một căn nhà ở thành Bạch Mã, sau đó bảo các tiêu sư đưa thư cho Hàn Tuyết Kỳ nói tạm biệt, họ đã đến nơi cần đến rồi. Vừa đặt chân xuống, hai người mặc đồ trắng xuất hiện, dẫn theo người kéo quan tài màu vàng đi. Cuối cùng cũng đã hoàn thành chuyến áp tiêu này, các tiêu sư đều thở phào nhẹ nhõm. Trong suốt đường đi, không ai trong số họ chết, cũng không bị thương đều là nhờ vào thực lực mạnh mẽ của Ngô Bình. Ngô Bình thông báo với các tiêu sư được nghỉ 3 ngày, rồi phát cho mỗi người 100.000 tiền linh để họ đi thư giãn, tiêu khiển. Các tiêu sư cầm lấy tiền thì tụm năm tụm ba lại ra ngoài tìm thú vui. Bây giờ Ngô Bình cũng rất thoải mái, nhẹ nhàng, anh định bán số đan dược luyện chế đó ở đây. Thành Bạch Mã rất lớn, nơi này cũng có thể đấu giá đan dược. Chẳng mấy chốc, anh đã nghe ngóng được một công ty đấu giá có quy mô rất lớn, nhà đấu giá Thiên Nhất. Ngô Bình đến công ty đấu giá Thiên Nhất mới phát hiện nơi này chẳng có ai cả, trong phòng khách rộng lớn cũng chỉ có một người. Nhìn thấy Ngô Bình bước vào, người này hỏi, anh muốn đấu giá gì sao? Ngô Bình gật đầu, ừ, ta có một ít đan dược của vũ trụ chính, muốn đấu giá. Người đó, đan dược của vũ trụ chính sao? Anh đợi một lát, ông ta tìm một người trung niên đến. Đối phương vừa đột phá bí cảnh, là người thích hợp uống thử đan dược này. Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ khi người trung niên uống viên đan dược này, ông ta lấy giấy bút ra viết lại cảm nhận của mình. Nhưng viết được một nửa lại xuất hiện hiệu quả mới, thế là ông ta lại tiếp tục bổ sung. Mất hết nửa tiếng đồng hồ mới viết xong, cuối cùng ông ta cũng đã nói rõ tình trạng của dược lực một cách hoàn chỉnh. Chủ cửa hàng đứng quan sát cả quá trình này, càng về sau. Ông ta càng cảm thấy bất ngờ, đến cuối cùng ông ta cười nói, người này, đan dược của ngươi chắc chắn có thể bán được với giá cao. Ngô Bình, hy vọng như vậy, không biết phí tính thế nào. Trưởng quầy cười nói, chúng tôi thu 15% phí. Ngô Bình gật đầu, nơi này có 4 viên bí cảnh đan, xin nhận lấy. Nếu bán đấu giá kết quả tốt, tôi còn có đan dược cao cấp hơn. Trưởng quầy nói, cậu yên tâm. Giá chúng tôi đấu giá chắc chắn sẽ không khiến người ta thất vọng. Rời khỏi phòng đấu giá, Ngô Bình đến tiệm thuốc lớn nhất ở đây, chuẩn bị luyện chế đan dược 8 cấp kia. Thành Bạch Mã không hổ là thành lớn, dược liệu ở đây có đủ, cộng thêm dược liệu anh hái được ở dược viện, cũng đã tập hợp đủ dược liệu cần thiết cho đan dược cấp 8. Sau đó anh quay về nơi ở luyện đan, Thái Chân Lão Tổ đưa lò luyện đan cho anh, giúp việc luyện đan của anh như hổ mọc thêm cánh. Đan dược cấp 8, tên là hình thần câu diệu đan, đối với tu sĩ Nguyên Anh, hay thậm chí ngũ hành, âm dương đều có hiệu quả cực tốt. Ngô Bình nhìn phương thuốc thì đã nắm chắc không ít bí quyết luyện đan, đúng lúc dùng cho hình thần câu diệu đan này. Khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau, lò luyện đan mở ra, hai luồng khí một vàng một tím bay ra, bị Ngô Bình dùng đan quyết khống chế, nhanh chóng xoay chuyển ngưng tụ, hóa thành một viên đan dược. Luyện chế lần thứ nhất. Ngô Bình muốn nâng cao hiệu suất nên chỉ luyện một viên đan dược. Đan dược to chừng mắt rồng, bề ngoài xuất hiện hai luồng sáng vàng, mặt ngoài đan dược còn có 12 loại ký hiệu huyền diệu,
mỗi một loại ký hiệu đại diện cho một loại dược lực thần ký. Anh nhìn đan dược trong tay, tâm tình rất tốt, cười nói, không ngờ, lần đầu tiên mình luyện chế đan dược cấp 8 mà đã đạt được thượng phẩm. Dược liệu mà anh mua đủ để anh luyện chế 3 lò, vì thấy anh tiếp tục luyện lò thứ 2. Ngô Bình vừa đáp đất, tiêu sư lập tức im lặng. Mã Bảo Thắng tiến lên, nói tiêu đầu, tiêu sư chúng ta nhìn chúng mấy cô nương. Đang uống rượu ở bên trong, thì đám người này xông vào, không những cướp mấy cô nương đi mà còn đánh bị thương mấy tiêu sư chúng ta. Tôi thấy bọn họ người đông thế mạnh, nên kéo lại tránh xảy ra xung đột, rồi bảo người đi gọi anh đến. Mã Bảo Thắng này với sự trợ giúp từ Ngô Bình, đã trở thành cao thủ bí cảnh, anh ta suy nghĩ cẩn thận, biết chuyện này nhất định phải gọi Ngô Bình, chỉ có anh mới có thể giải quyết chuyện này. Gọi người sao, cho dù các anh có gọi Thiên Vương ra, ông đây cũng sẽ không tha cho các anh. Một thanh niên trong đám đối phương la mắng, sau lưng anh ta có hai tên tùy tùng bí cảnh tầng 3. Ngô Bình cười nói, cậu bạn, đều đi ra ngoài chơi, hà tất phải nổi giận như vậy, muốn đánh tiêu sư tôi sao? Thanh niên kia trừng mắt, mẹ kiếp, anh là cái thá gì mà xứng nói chuyện với bổn công tử? Bốp, người này còn chưa nói dứt lời thì Ngô Bình đã đến trước mặt, tát một tát khiến anh ta ngã xuống đất, sau đó dùng chân dẫm vào mặt anh ta hỏi, vừa nãy anh mới nói gì, tôi không xứng nói chuyện với anh. Hai tên tùy tùng bí cảnh lập tức ra tay, nhưng Ngô Bình vung tay, bọn họ đã bị đánh bay đi mấy trượng, chết ngay tại chỗ. Người còn lại thấy thực lực Ngô Bình mạnh như vậy, lập tức không dám động đậy gì. Thanh niên kia vừa sợ vừa kinh ngạc, quát lớn, anh biết tôi là ai không? Ngô Bình một cước đá gãy chân trái anh ta kêu gào thảm thiết, đau đớn chảy mồ hôi lạnh. Anh lạnh nhạt nói, anh là ai, tôi không quan tâm. Anh đánh tiêu sư tôi bị thương thì anh chuẩn bị bồi thường thế nào? Thanh niên biết đã gặp phải nhân vật dữ dằn, lập tức không dám cãi cứng, bèn nói, anh bạn, có gì thì cứ nói. Tôi là người nhà họ Ngân của thành Bạch Mã. Ngô Bình lại tát một tát vào mặt anh ta, tôi hỏi anh là ai rồi sao? Tôi hỏi anh bồi thường thế nào? Thanh niên vội nói, mấy anh em bị thương, mỗi người đền bù 10.000 linh tệ. Ngô Bình đạp chân gãy chân phải anh ta, tức giận nói, các tiêu sư này, tôi cho mỗi người họ 100.000 linh tệ ra ngoài mua vui, mà anh chỉ bồi thường 10.000, cho ăn xin sao? Thanh niên kia muốn khóc đến nơi. Hỏi, vậy anh muốn tôi bồi thường bao nhiêu? Ngô Bình gãi mũi, người bị thương, mỗi người được đền bù 1.000.000 linh tệ. Ngoài ra, anh làm bọn tôi mất hứng, lại bồi thường thêm 5.000.000. Ngô Bình thản nhiên nói, ông là trưởng bối tên khốn này à? Anh ta đánh tiêu sư của tôi bị thương, phải bồi thường 12.000.000 linh tệ, tôi đến lấy bồi thường. Cái gì, 12.000.000 linh tệ? Anh nghèo đến điên rồi sao? Đối phương giống giận. Nơi này là thành Bạch Mã, không phải nơi mà của mấy tên người ngoài như các anh ngang ngược đâu. Ngô Bình, bớt nói nhảm đi, tôi hỏi ông có bồi thường hay không? Đối phương cười lạnh, bồi thường. Anh nghĩ anh là ai, dám đòi quá đáng với tôi như vậy? Ngô Bình thở dài, nếu không bồi thường, vậy tôi chỉ có thể ép buộc thôi. Anh bước ra một bước, người đã đến trước mặt đối phương, sau đó một tay nắm lấy cổ áo ông ta. Ông ta không có sức. Bất giác vẻ mặt thay đổi, kêu la có gì từ từ nói. Người này là gia chủ nhà họ Ngân, tu vi bí cảnh tầng 7, tu vi như vậy không phải yếu, nhưng ở trước mặt Ngô Bình thì chẳng khác gì tên gà mờ. Ngô Bình, giao tiền bồi thường 12.000.000, nếu không tôi đánh chết ông. Hiểu rõ đã gặp phải nhân vật lợi hại, người này lập tức bảo người làm lấy 12.000.000 linh tệ giao vào tay Ngô Bình, nói, mong cậu thả lỏng tay. Ngô Bình thả ông ta ra. Lạnh nhạt nói, tôi ở trong thành, nếu ông không phục thì chỉ cần dẫn người đến tìm tôi. Nhưng lần sau, sẽ không chỉ là 12.000.000 đâu. Nói xong, anh dẫn các tiêu sư nghênh ngang rời đi, cảnh tượng này khiến người vây xung quanh xem đến ngây người, thầm nhủ vị này là ai vậy, đúng là uy phong. Có tiêu sư bị thương, mọi người cũng không còn tâm trạng vui đùa, đều đi theo Ngô Bình về nơi ở. Tiêu sư lớn tuổi nói, tiêu đầu. Đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng. Nhất định sẽ tìm cao thủ đến đối phó với chúng ta. Ngô Bình, đến thì cứ đến, cho dù là cao thủ cảnh giới thần thông đến thì tôi cũng không sợ. Vừa nói xong, thì nghe thấy ngoài viện truyền đến tiếng bước chân nặng nề, có người lớn tiếng hỏi, người của tiêu cục uy hổ có không? Mã Bảo Thắng ra mở cửa,
một người đàn ông cao to uy mãnh đứng ngoài cửa, khí tức mạnh mẽ, thực lực còn hơn cả Mã Bảo Thắng. Mã Bảo Thắng hỏi, chúng ta chính là Tiêu sư của Tiêu cục Uy Hổ, ngươi là ai, tìm chúng ta có chuyện gì? Người đàn ông lực lưỡng nói, ta tìm tiêu đầu của các ngươi. Tiêu sư vội nói, tiêu đầu, người này lai lịch không rõ, ngươi. Ngô Bình cười nói, ta biết chủ nhân hắn ta, mọi người cứ đợi ở đây, có chuyện thì bóp nát phù chú này, ta lập tức quay về. Để lại một bí phù, rồi ngươi đi theo người đàn ông lực lưỡng. Bên ngoài cửa có hai chiếc xe ngựa xa hoa, Ngô Bình ngồi vào chiếc xe ngựa phía sau thì mới phát hiện còn có một thiếu niên mười mấy tuổi, môi hồng răng trắng, trông rất anh tuấn. Cậu ta cười nói, không ngờ, ta lại đến tìm ngươi nhanh như vậy đúng chứ? Ngô Bình quan sát cậu ta, hỏi, ngươi là sáng thế? Chuyện của ngươi thành công rồi sao? Thiếu niên nói, tên hiện tại của ta là Vương Thế An. Chuyện đã làm xong rồi, ta chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng trước khi rời đi, ta muốn mời ngươi cùng đến nơi này với ta. Ngô Bình, nơi nào? Thực lực ngươi mạnh như vậy, cần ta đi theo cùng. Vương Thế An, ngươi đừng quên, vận mệnh của chúng ta gắn chặt với nhau, nếu ta gặp rắc rối thì ngươi cũng sẽ gặp rắc rối như vậy. Ngô Bình nhíu mày, ngươi muốn đi đâu? Vương Thế An, trong Bạch Mã Thành này có một người, ông ta là một cao thủ của vũ trụ chính, trốn ở nơi quỷ quái này đã hơn trăm năm. Chúng ta đi gặp ông ta. Ngô Bình, tại sao phải gặp ông ta? Vương Thế An, không phải ngươi muốn sống lại ở vũ trụ chính sao? Chuyện này phải tìm ông ta giúp. Ngô Bình bỗng có hứng thú, người này có thể giúp chúng ta tìm được thân phận. Vương Thế An, người này tên Liễu Tam Tương, trong tay ông ta có một món bảo bối, tên là Nhân Thư. Trong Nhân Thư có ghi chép tên toàn bộ mọi người và một vài tin tức chi tiết. Ngô Bình kinh ngạc, còn có loại bảo bối này sao? Vương Thế An, vì vậy ông ta mới trốn ở đây, vì có vô vàn người muốn đoạt lấy Nhân Thư. Ngô Bình, rốt cuộc Nhân Thư có lai lịch thế nào? Vương Thế An, Nhân Thư đó là do Thượng Cổ Nhân Hoàng dùng 3.000 tu sĩ khắp thiên hạ luyện chế thành. Bên trong ẩn chứa bí mật to lớn. Vương Thế An cười nói, ngươi không cần đánh với ông ta, ngươi chỉ cần nói tên ngươi cho ông ta thì ông ta sẽ giúp ngươi. Ngô Bình rất tò mò, tại sao? Vương Thế An, ta nói rồi, ông ta có Nhân Thư. Biết tên ngươi rồi, ông ta sẽ có thể biết lai lịch thân phận ngươi, với cả tương lai ngươi. Ngô Bình kinh ngạc, ông ta có thể nhìn thấy tương lai ta sao? Vương Thế An, cho nên ngươi cũng hiếu kỳ rồi đúng không? Vậu đi cùng ta đi. Ngô Bình thở dài, người ta là thần thông tầng 3, nhớ đâu nổi lên sát tâm, ta với ngươi cũng coi như xong. Vương Thế An, cho nên vừa đến là ngươi cứ trấn áp ông ta, sau đó báo tên ngươi ra. Ngô Bình, nhớ người ta không cho cơ hội thì sao? Vương Thế An, không đâu, ngươi là người mệnh lớn. Ngô Bình cười lạnh, ngươi thấy ta sẽ tin ngươi sao? Vương Thế An, ta sẽ không hại ngươi. Ngô Bình im lặng một lúc rồi thở dài nói, ta cảm thấy gắn chặt vận mệnh với ngươi cũng chẳng phải chuyện tốt gì. Vương Thế An cười ha ha, ngươi yên tâm. Gắn chặt vận mệnh với ta, chỉ có điểm tốt không có điểm xấu. Trong lúc nói chuyện, xe ngựa chậm chậm đi về phía trước, Ngô Bình hỏi, người lái xe ngựa là ai? Vương Thế An, trước khi ta lịch kiếp, đã nhận mấy người hầu, cậu ta là một trong số đó. Xe ngựa đi chừng nửa tiếng đồng hồ thì dừng lại, hai người xuống xe. Phía trước không xa có một căn nhà không lớn không nhỏ, trông rất bình thường. Ngô Bình và Vương Thế An đến trước cửa. Người gõ hai cái lên cửa. Qua mấy phút, cửa mở ra, một người hầu già đôi mắt đục ngầu mở cửa, hỏi các ngươi tìm ai? Ngô Bình cười nói, chúng ta tìm chủ nhân nơi này. Người hầu già, chủ nhân nhà ta không có nhà, ra ngoài rồi. Ngô Bình, tôi không phụng mệnh của ai cả, tôi đến chỉ là muốn giúp ông. Liễu Tam Tương nhíu mày, cậu, giúp tôi. Ngô Bình, không sai, trên thế giới này. Chỉ có tôi mới có thể giải quyết rắc rối của ông, giúp ông rời khỏi nơi quỷ quái này, không cần phải lo lắng sợ hãi nữa. Liễu Tam Tương nhìn chằm chằm mấy giây, sau đó lạnh nhạt nói, mời ngồi. Ngô Bình ngồi xuống đối diện, nói, tại hạ họ Lý, tên Lý Huyền Bình. Nếu ông nghi ngờ lời của tôi thì có thể dùng Nhân Thư kiểm tra xem. Liễu Tam Tương, sao cậu biết tôi là Liễu Tam Tương, ai nói cho cậu? Ngô Bình, ai nói cho tôi không quan trọng, ông chỉ cần biết tôi là người duy nhất có thể giúp ông.
Liễu Tam Tương cười lạnh, cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu. Ngô Bình, là thật hay giả, nhìn là biết. Liễu Tam Tương im lặng mấy giây rồi nói, được, các người ở đây đợi tôi. Nói xong ông ta quay người rời đi, đối phương vừa ra khỏi cửa, Ngô Bình đã kéo theo Vương Thế An, đồng thời sử dụng độn phù. Độn quang lóe sáng, trong phòng khách bỗng đầy sương mù. Sau đó, hai người đã được độn quang đưa đến cách đó mấy trăm dặm, không còn ở Bạch Mã Thành. Vương Thế An nói, Liễu Tam Tương này, lại thật sự động tay giết người. Vẻ mặt Ngô Bình khó coi, nói, lúc ông ta đi, trong lòng ta cũng có dự cảm xấu, cũng may có độn phù, nếu không đã chết ở đó rồi. Vương Thế An cười nói, chẳng phải chưa chết đây sao? Ta gọi ngươi đi cùng, quả nhiên đúng đắn. Ngô Bình phát hiện đây là một vùng hoang dã, lập tức tìm một tảng đá ngồi xuống, nói, ngươi đoán xem, Liễu Tam Tương sẽ đi xem nhân thư không? Vương Thế An, lời của ngươi, ông ta vẫn có chút nghi ngờ, chắc chắn phải đi xem. Chỉ cần ông ta xem thì sẽ đến tìm chúng ta. Ngô Bình cười lạnh, cũng có khả năng là đến giết chúng ta. Lời ta nói toàn là thổi phồng, ông ta tin mới là Vương Thế An, không phải thổi phồng, tương lai ngươi sẽ còn mạnh hơn những gì ngươi nói nữa. Ngô Bình, chuyện của tương lai, ai có thể biết được? Lúc này, Liễu Tam Tương kia phát hiện Ngô Bình và Vương Thế An bỏ trốn, vốn ông ta muốn đuổi theo, nhưng trong lòng bỗng khựng lại, sợ bên ngoài có phục kích, vì vậy quay về phòng sách, mở nhân thư. Nhân thư là một cuốn sách lớn bọc da vàng, ông ta đọc một câu chú, hai tay phát sáng, chầm chầm mở sách ra, dùng một cây bút viết ra cái tên Lý Huyền Bình. Tên vừa viết xong, bên trên lập tức xuất hiện vô số bóng người, nháy mắt lên hàng tỷ người, những người này đều là cùng một người. Thế nhưng, Liễu Tam Tương chỉ liếc nhìn đã tìm được Ngô Bình, dùng tay vỗ, hình ảnh lập thể của Ngô Bình đã xuất hiện trên trang sách. Ông ta lại niệm một đoạn chú. Trên sách đã xuất hiện vô số quang ảnh, cực kỳ nhanh, giống như hình ảnh bình thường được tăng tốc độ lên gấp nghìn vạn lần, người bình thường căn bản không thể xem rõ nội dung. Nội dung này kéo dài chỉ 10 giây ngắn ngủi, Liễu Tam Tương nhìn mà biến sắc, ông ta run rẩy, môi khẽ run, lầm bầm nói, thì ra là cậu ta, đúng thực là cậu ta. Sao có thể? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 154.